Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái phần nâng cao hơn một chút đối với cái cảm biến giặt cản hồng ngoại M8D80NK này. Nâng cao ở đây là hôm nay là chúng ta có sử dụng cái hammer tạo trễ thời gian này. Đây là loại mở trễ nha các bạn. Hammer này chúng ta chỉnh được thời gian trễ là từ 0 đến 60 giây. Nó sử dụng nguồn 12V DC. Đây là nguồn cấp vào. Còn đây là tiếp điểm, ba tiếp điểm của delay. Điểm giữa là điểm trung. Bên đây là hường mở, đây là hường đóng. Thì cái module này hoạt động như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy có một cái điểm trở. Đây chúng ta chỉnh cùng chiều kim đồng hồ là chúng ta tăng thời gian của nó. Chúng ta chỉnh hết qua đây thời gian nó là 60 giây. Còn về bên ngược chiều kim đồng hồ là 0. Đây, ví dụ chúng ta chỉnh thời gian trễ của nó là 10 giây đi. Thì khi có nguồn vào thì relay này sẽ duy trì trạng thái mở. Đây, thường tức là tiếp điểm thường mở này nó sẽ đóng lại là 10 giây. Sau 10 giây nó sẽ tự ngắt. Rồi khi mà cái này, khi mà nguồn cấp vào bị mất đi và có nguồn cấp mới vào nữa lặp lại thì nó tiếp tục đóng tiếp điểm này lại. Nó chỉ đơn giản vậy thôi đó các bạn. Rồi mình nhắc lại một số cái vấn đề về cái cảm biến hồng ngoại này. Cái cảm biến hồng ngoại này thì nó phát hiện giặt cản từ 3 đến 80cm. Đây là loại NBN. Nguồn cấp của nó là 5V. Các bạn lưu ý ba cái dây màu này. Dây màu đỏ, xin lỗi, dây màu nâu là nguồn dương, dây màu xanh là nguồn âm, còn dây màu đen là dây tín hiệu ga. Rồi còn hai module này thì các bạn đã biết rồi. Đây là module ống áp nguồn 5V. Nguồn sử dụng cho nó là từ 5 đến 12V. Còn đây là delay 5V. Có thể điều khiển ở hai chế độ cao và thấp, kích ở mức cao và mức thấp. Thì ở video lần trước mình đã có giới thiệu rồi. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào phần đấu nối cái thiết bị này lại với nhau. Rồi trước tiên chúng ta sẽ đấu delay này với cái cảm biến này. Do chỗ này cấp nguồn chung đây. Để cấp luôn nhé. Đây. Đây C cộng. Đây là nguồn 5V nhé các bạn, lưu ý. Sau chúng ta sẽ cấp vào đây. Chúng ta bắt đầu cấp nguồn 12 từ relay này sang cái hammer trễ này. Đây chúng ta có thử tiếp điểm N, ô là tiếp điểm cùng mở.
sẽ đấu vào đây. Một môn thế nào đây sẽ cầm đây tập lấy một cây giác để cấp mộ 12 cho nó làm nó cấp vào đây. Rất là đơn giản nha các bạn. Dương chúng ta sẽ cấp vào chân chung này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cấp nguồn 5V để test. Đây mình dùng hai cái giắc này để nấu cho nhanh. Cộng trừ tiếp theo mình sẽ cấp nguồn cho nó. Ở đây mình sử dụng nguồn adapter 12V 2A. Rồi có nguồn rồi. Rồi ta bắt đầu kiểm tra nguồn này có phải là 12V không, có hư hỏng gì không. Nguồn 2.15V. Ok, ta cấp vào đây. Để chúng ta chú ý đường in out của cái mạch nha. Đây, đây là con nguồn đỏ sáng. Rồi chúng ta bắt đầu cấp. Wow, nói sai rồi. Cấp nguồn 5V cho mặt. Đây đã hoạt động. Cao quá thì phải. Okay. Rồi tiếp theo cấp nguồn 12V. Rồi cái module hammer bên đây. Bạn thấy đèn vàng sáng là nó đang hoạt động. Đây khi hết thời gian chạy nó tắt. Cái này quá nhảy rồi, giảm bớt lại nữa mới được. Đây, chúng ta bắt đầu cấp nguồn qua. Đó, cái lì. Đi này chút xíu là chúng ta sẽ test để gót bia đó. Đó, đèn vàng tắt là nó đã ngắt rồi. Đây, đây chúng ta tắt. Đây, chúng ta sẽ giảm đèn vàng xuống. Như thế nào?
mắt nguồn đèn đỏ không sáng. Đây, thời gian quá nhỏ rồi, tăng lên một chút nữa. Vừa đưa đi ao đã ngắt rồi. Đây. Đó. Đèn đỏ sáng là chứng tỏ là nó vẫn còn nguồn cảm biến của chúng ta vẫn còn hoạt động nha. Đây này đang đóng nè. Ta lấy ra đi. Relay này mở đây mất nguồn. Đóng lại. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thử quay tải đi. Ta lấy ví dụ về cái quạt này đi nhé. Chúng ta chỉ cần lấy nguồn 12V từ đây đưa lên đây thôi. Tôi lấy nguồn ở chỗ này nha, chân chung này, để các bạn đừng lấy nguồn chỗ tiếp điểm bên đây. Chúng ta đưa vào chân chung ở đây. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi vào ví dụ thực tế. Đây. Đây là cái mô hình thôi nha các bạn. Còn các bạn khi mà áp dụng thực tế thì các bạn làm cho nó chắc chắn hơn nha. Bạn có thể làm thế nào tùy ý các bạn. Đây, trong đây chúng ta có thể bỏ bia, rượu, bất cứ cái chất lỏng gì vào đây chúng ta bơm thôi. Chúng ta bắt đầu kết nối cảm biến vào đây. Đây, các bạn có thể chế biến lại. Cảm biến hồng ngoại này chúng ta sẽ mắc nó ở đây.
tạm bỡ đây cái ly đây, thời gian cho nó nhỏ nhỏ xíu. Rồi cắt ngọt thử nào. Rồi các bạn đợi mình xíu nha, để mình đi lấy nước. Tưởng tượng như bồn này là bia đi, cấp nguồn vào để chúng ta cuối bên này, chúng ta phải nổi một tơ vào đây chứ. Bạn làm sao mà cấp nguồn được? Ta chỉnh thời gian cao hơn một chút nữa đi xem sao. Không có chạm không?
thôi. Đẩy một đi. Quá là ok. Tiếp xúc không tốt nha các bạn. Rồi, chết rồi. Đẩy đi vô. Rồi, video mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.